everything changes. Nói là không muốn gặp anh nữa, chỉ gọi để hỏi cơm hôm nay ăn chưa. Sao ăn rồi thì có hức ăn chưa? Nếu rồi thì đã nhớ anh chưa? Em biết anh là thế mà đã thế. Em còn suy, em còn nghĩ, em còn thích làm chết. Anh biết anh như cục ghen trong mắt.